Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh mình. Hôm nay mình sắp clip về 10 tựa game đang rất hot thế này. Rồi, giờ mình vào ngay tựa game tiên luôn nha. Ui, đằng sau một câu à. Immortal à? Mày chết rồi. Ui dồi. Mày chết. Sợ người Việt Nam chưa? Trời ơi. Oh yeah. Thế là thế nào? Hello my friend. Wow. Bắn vớ vẩn. Đấy là bắn bao kill rồi, bắn đến 90 kill rồi. Bắn nhiều rồi. Thank you.
Ôi, mình cào thế nhỉ. Đây rồi. Đây đấu đội, đấu đội, chơi đấu đội. Ui gì vậy? À cổ tim, cổ tim, cổ tim. Đeo, 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 đeo. Chết. Úi giời ơi, sợ chưa? Mày sợ chưa? Mày sợ tao chưa? Mày sợ tao chưa? Ý trời ơi. Sợ chưa? Mày hiểu chưa? Hiểu tiếng Việt chưa? Mày sợ người Việt Nam chưa? Bắn này KD sẽ phải thêm đến 40 chấm. Rồi, giờ mình trở ra từ cái tiếp theo.
Quên đấy, mình quên tắt wifi các bạn. Giáp 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 giáp. May, may. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ô, cái tủ lạnh. Uy châu thực sự. À. May. Con lợn. Yes, dude. Nó đội giáp, nó đội giáp.
Oh yes, 16. Yes. Được quả 16, chất nhờ. Chất lượng quá. Úi, 90 viên. Con lợn. Chết đi. Chúng ta tự tiếp theo.
Ui, 1 tỷ. Wow. Đấy, bây giờ giàu rồi, hơn 1 tỷ tiền. Sai. Tính. Một con trên này luôn. Được. Quá tuyệt vời. Dạ, tạm ơi. Wow. Ui. Đây. Đẹp. Lên nhá. Ui, con này đòi hẳn nốt cả con máy giặt kìa. Được nhờ. Hẳn dần đấy. Ui. Cái gì vậy? Wow. Ui, cái gì vậy? Ui. Như hack các bạn ạ. Wow. Wow. Như hack. Trời ơi. Lại tiếp tục một con máy giặt. Oh yeah. Gì vậy? À. Ui.
Ui. Rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau. Bye bye.